Lý Hải và câu chuyện 10 năm làm nghề từ ca sĩ đến đạo diễn trăm tỷ. Xuất thân là một ca sĩ, sau 10 năm hoạt động nghệ thuật cho ra mắt nhiều dự án cùng 6 phần phim được yêu thích, Lý Hải đang dần khẳng định được vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu làng điện ảnh Việt. Từ ca sĩ lấn sân đến đạo diễn bùng nổ phòng vé, đầu thập niên 1990, Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc và điệu nhảy hiện đại. Anh được mệnh danh là đôi chân vàng. Năm 2000, series Chọn đời bên em ra đời, các thước phim ca nhạc có kịch bản với độ dài 90 phút cho mỗi album đã đưa Lý Hải trở thành hiện tượng. Ở thời điểm đó, có thể coi Lý Hải là người đi tiên phong trong trào lưu làm phim ca nhạc với những sản phẩm đầu tư nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Lý Hải liên tục thành công trong nhiều năm với 10 album Chọn đời bên em và nhiều album lẻ khác. Đặc biệt series Chọn đời bên em còn giúp anh đạt được nhiều kỷ lục như người đầu tiên làm bay và nổ xe hơi, điều mà phim điện ảnh Việt Nam thời ấy còn chưa làm, cascader nhảy từ lầu 8 của một tòa nhà cao tầng, người đầu tiên phát hành album online trên trang nhạc Zing MP3. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của mình, Lý Hải đã cho ra mắt tới 600 ca khúc, chắp bút sáng tác 20 ca khúc, rất nhiều ca khúc trong số nổi tiếng đình đám, các câu thoại trong phim ca nhạc của anh cũng trở thành câu nói cửa miệng của khán giả. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát, năm 2015, Lý Hải rời sân khấu để thực hiện cho giấc mơ lớn hơn, đạo diễn điện ảnh và phát hành phim điện ảnh đầu tay Lật Mặt. Nhiều người lầm tưởng Lý Hải là một đạo diễn tay ngang, nhưng sự thật là Lý Hải vốn xuất thân từ trường nghệ thuật sân khấu 2, ôm trong mình tình yêu điện ảnh. Lý Hải không ngừng nghiên cứu về cách làm phim, viết kịch bản và kỹ xảo điện ảnh, tận dụng những kiến thức đã có và kinh nghiệm sau những phim ca nhạc đình đám. Năm 2015, Lý Hải chạm ngõ điện ảnh với tác phẩm đầu tay Lật Mặt, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng, thu về 72 tỷ và trở thành bước đà cho Lý Hải ra mắt liên tiếp 4 tác phẩm nữa với doanh thu tăng tiến theo thời gian: Lật Mặt phim trường 80 tỷ đồng, Lật Mặt ba tráng khuyết 85 tỷ đồng, Lật Mặt nhà có khách 120 tỷ và Bom tấn hành động Lật Mặt 48 giờ hơn 150 tỷ. Sau 5 phần phim, Lật Mặt được ghi nhận là series phim điện ảnh có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất, đồng thời là series phim điện ảnh luôn nằm trong top các tác phẩm điện ảnh có doanh thu khủng của lịch sử điện ảnh Việt. Sau 8 năm, Lý Hải đã trở thành một trong những nhà sản xuất đạo diễn thành công nhất nhì làng điện ảnh, mở ra khuynh hướng làm phim thương hiệu franchise trên màn ảnh Việt. Đam mê làm mới, thử thách chính mình. Một trong những lý do khiến Lật Mặt liên tục chinh phục khán giả vốn ngày càng khó tính là nhờ tinh thần chơi lớn, sẵn sàng khám phá các giới hạn mới của đạo diễn Lý Hải. Thậm chí anh đã sẵn sàng xuống tay chi số tiền khủng chỉ để làm nghệ thuật. Lý Hải và series Lật Mặt luôn tự làm mới mình và thể nghiệm nhiều thể loại khác nhau để thu hút khán giả. Các phần phim của anh đều có nội dung tách biệt, thể loại trải dài từ hành động, hài, tâm lý, kinh dị, giật gân, tình cảm, tạo nên nét lạ miệng cho công chúng. Sắp tới đây, Lý Hải tiếp tục làm mới mình thêm một lần nữa với dự án Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh có nội dung hoàn toàn khác so với những phần trước. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Hải thử sức với thể loại giật gân, tâm lý, hài, pha lẫn hành động. Đạo diễn giàu tình cảm và luôn hướng về cội nguồn. Cái tên Lý Hải luôn gắn liền với tình yêu quê hương, anh luôn trăn trở làm sao để có thể đưa được những hình ảnh đẹp nhất của đất Việt lên màn ảnh. Trong cả thương hiệu Lật Mặt, mỗi phần phim đều có những bối cảnh vô cùng đa dạng với nhiều địa danh nổi tiếng trải dài khắp mọi miền Tổ quốc. Không những đưa lên màn ảnh những cảnh đẹp quê hương mà Lý Hải còn thiết kế và cho phục dựng những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Như trong Lật Mặt 5, anh đã mang đến hình ảnh nhà sàn đậm nét đẹp thời gian của làng Chăm trước đó. Cái tâm của vị đạo diễn yêu mến miền Tây còn thể hiện ở phân cảnh đua xe lội tại Châu Đốc, An Giang, những cảnh quay ở chợ nổi Cái Răng hay chi tiết nhân vật sử dụng cây sam gạo vốn là đồ vật quen thuộc với những người miền Tây làm vũ khí. Đặc biệt trong phần phim mới nhất Lật Mặt 6 tấm vé định mệnh, anh đã phục dựng lại làng nghề làm chiếu truyền thống Định Yên để làm bối cảnh chính.